gì? Bốn câu bốn hướng bắt đầu bằng chân phải trước. Tiếp theo chân phải chuẩn bị. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Chúng ta lặp lại một lần nữa câu số 1. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Câu số 2, bước chân phải lên vỗ tay một cái. Bên tay phải, bên phải của mình là 2, vỗ 2, bước lên 3, vỗ và 4, bên trái. Cha cha lên 5 và 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 2. 2, 2, 3 và 4. Cha cha lên 5 và 6, 7, 8. Câu số 3, lùi 3, dập 2, bước 3, chuyển hướng 4. Cha cha chéo 5 và 6, 7, dập 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. Lùi 3, dập 2, chuyển hướng 90 độ qua phải 3, 4, 5 và 6, ngang 7, dập 8. Câu số 4, chúng ta thực hiện bước tráng 4, 2, 3, 4. Bước chân trái, bước chân phải ngang 5, 6, 7, 8. Nhịp 3 nhịp, nhịp thứ 8 chúng ta đá lên là 5, 6, 7, 8. Đồng thời tay đưa từ dưới lên 5, 6, 7, 8. Tư thế này khi 8 chúng ta hất tay xuống thì chúng ta thả lỏng cổ tay. 5, 6, 7, 8 là bàn tay chúng ta thẳng. 5, 6, 7, 8. Đá chân, thả lỏng cổ tay, hạ xuống đồng thời mặt nghiêng qua phía bên trái. Chúng ta thực hiện lại câu số 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thực hiện lại từ đầu. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 2. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 3. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ 4. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 2, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúc cả nhà thành công với Gucci.